Thưa quý vị, cho dù là bão có đổ bộ trực tiếp hay không thì với hoàn lưu của một cơn bão mạnh thì một đợt mưa lớn sẽ diễn ra tại Bắc Bộ từ đêm nay và trong vài ngày tới. Và tất nhiên đi cùng với đó cũng chính là nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét ở vùng núi. Từ đêm mùng 4 tháng 10, khi cơn bão số 4 tiến gần hơn về phía nước ta, lại thêm tác động của khối không khí lạnh tăng cường, nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa ước tính có nơi lên đến 200-300mm. Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, lại trên khu vực đồi núi, nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Và Quảng Ninh, nơi trải qua đợt mưa lũ lịch sử vào hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, tiếp tục được dự báo là tâm của đợt mưa lớn. Để tránh những thiệt hại, thì địa phương chủ động có các phương án phòng chống trước và sau bão, đặc biệt đối với ngành than, khẩn trương huy động lực lượng gia cố, đảm bảo an toàn cho hầm lò, bãi thải của các mỏ trong trường hợp mưa lớn xảy ra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo an toàn cho các khu dân cư trong khu vực bãi thải. Thưa quý vị, chi tiết hơn về diễn biến của cơn bão số 4 thì chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị trong các bản tin thời sự và thời tiết được phát sóng liên tục trong các khung giờ khác nhau của kênh VTC1 và VTC14.